con của tỷ phú thì ăn mừng sinh nhật như thế nào? Cô bé người Mỹ này khiến nhiều người phải ghen tị. Một ngày trước sinh nhật, cô phải đi trực thăng riêng của nhà mình từ biệt thự ở Rhode đến New York. Bella năm nay mới chỉ 12 tuổi. Cô bé đã tự mình sở hữu khối tài sản hàng triệu đô la nhờ vào lĩnh vực thời trang. Khi 4 tuổi, cô bé đã chiến thắng cuộc thi hoa hậu. Kể từ đó, lịch trình làm việc của cô bé dày đặc. Đầu tiên hãy xem cô trải qua một ngày trước sinh nhật như thế nào. Chỗ cô ở là căn hộ áp mái của khách sạn Plaza ở New York. Căn hộ này có giá 3.000 đô một ngày. Cô cầm theo máy ảnh đi xem hết căn phòng. Cũng không xa hoa lắm đâu. Nó chỉ là ở trung tâm của thành phố New York. Căn phòng có 2 tầng. Tất cả các thiết bị trong phòng tắm đều được làm từ vàng thật giá thật. Sáng ngày hôm sau, Bella đi mua sắm. Đầu tiên cô đến cửa hàng trang sức. Bản thân cô bé đã có hàng triệu tiền tiết kiệm rồi. Nhưng hôm nay sinh nhật cô, nên sẽ tiêu tiền của mẹ. Cô thử rất nhiều nhẫn, cuối cùng lại mua chiếc rẻ nhất, nhưng lại là chiếc cô thích nhất. Nó có giá là 7.850 đô, tương đương gần 180 triệu tiền Việt. Nhìn chiếc nhẫn có nhiều viên kim cương như vậy, quả nhiên người giàu cũng khác bọt hẳn. Nhưng nhiều đó cũng chỉ bằng tiền tiêu vặt của họ thôi. Công việc của Bella cũng rất bận. Cô không chỉ là người mẫu quần áo, mà còn sở hữu một công ty quần áo nữa. Nhân lúc Bella đang đi catwalk, người mẹ chia sẻ, tất cả mọi thứ mà Bella có, thật ra đều là do họ tạo ra. Vậy nên sự nổi tiếng của Bella, chắc là có sự tác động và thúc đẩy của bố mẹ. Nhưng cô bé rất cố gắng, để bản thân nắm bắt mọi thứ. Sau khi Bella kết thúc buổi biểu diễn, rất nhanh tiệc sinh nhật đang chuẩn bị bắt đầu. Họ mời khoảng hơn 200 khách đến. Đây là bữa tiệc không cần chuẩn bị quà, mà ngược lại Bella sẽ chuẩn bị quà cho mọi người. Hàng chục chiếc túi hàng hiệu, đựng mỹ phẩm trị giá 1.500 đô la Mỹ bên trong. Quần áo và loa di động. Trong bữa tiệc, mẹ cô đã mời một ca sĩ nhạc pop và vũ công đến tham gia. Chi phí cho bữa tiệc này là 120.000 đô la. Có lẽ là lại khiến một số người thất vọng rồi. Người giàu cũng tiêu tiền cũng không nhiều. Đúng vậy đấy, một tối cũng chỉ bằng thu nhập 7-8 năm của người bình thường thôi. Sống trong một căn phòng giá 3.000 đô một đêm, Bella và vài cô bạn thân của mình quẩy hết cả buổi tối. Ngày hôm sau lại đi trực thăng về nhà để chuẩn bị đi học. Dù có giàu đến đâu thì cũng phải đi học. Vậy những đứa trẻ siêu giàu sẽ mừng sinh nhật như thế nào? Tiếp theo chúng ta hãy đến với nhà của bà mẹ giàu Caroline. Nhà họ có 3 người con trai, cậu anh trai 4 tuổi và 2 cậu em sinh đôi. Trùng hợp là 3 cậu bé đều có cùng ngày sinh nhật. Người mẹ dự định tổ chức một bữa tiệc hoành tráng cho ba anh em. Gia đình này chắc phải cực kỳ giàu có đấy nhỉ. Dù gì thì nhà của họ có 10 phòng ngủ, diện tích vài nghìn mét vuông. Caroline đến trường đều lái xe thể thao, về nhà thì đổi sang chiếc khác. Khoảng sân trước của ngôi nhà rộng hàng nghìn mét vuông, ba đứa bé đều có xe cắt riêng thay cho đi bộ. Trong sân còn có một sân bóng đá nhỏ. Sau khi chơi chán những thứ này rồi, thì họ sẽ đi trực thăng trị giá 500.000 bảng Anh của bố ra ngoài chơi. Phòng ngủ của ba đứa bé này đều có phong cách riêng. Của anh lớn là chủ đề trực thăng, của anh hai là phong cách pháo đài, cậu em út là phong cách máy kéo. Nhưng cậu cho rằng máy kéo quá chậm, bây giờ muốn đổi sang phong cách xe đua. Một lần trang trí tốn 6.000 bảng Anh, nhưng Caroline vẫn sẽ sẵn sàng đổi mới cho cậu. Để tổ chức một bữa tiệc cho các con, cô đã lên kế hoạch từ rất lâu. Và cô thấy căn biệt thự của mình không đủ để tổ chức tiệc. Vì sở hữu một câu lạc bộ bóng đá, nên cô quyết định sử dụng văn phòng của câu lạc bộ để tổ chức. Còn mời cả anh em nhà Alan chuyên lên kế hoạch tiệc cho người nổi tiếng. Cô đã nghĩ được chủ đề, đó chính là bữa tiệc chủ đề rạp xiếc. Bên trong phải có một tòa pháo đài nguy nga và các kiểu trò chơi trong nhà. Thông thường phải mất 10 tuần để chuẩn bị, nhưng Caroline chỉ cho họ 5 tuần. Vậy thì phải có tiền. Dự chi của họ là 30.000 bảng Anh. Ngoài ra để đáp ứng các yêu cầu của trẻ, Caroline đã trả 6.000 bảng Anh để gọi một đội chuyên nghiệp đến nhà trang trí lại phòng của cậu con thứ ba, biến nó thành chủ đề đua xe. Không người giàu, bộ chủ đề cho những người giàu. Bộ chủ đề này vậy mà lại chỉ mất có 3 giờ là làm xong. Hai vợ chồng đưa con vào nhà, cậu nhóc tỏ ra rất thích bộ đồ trang trí này. Họ có vẻ rất vui vẻ, thật khâm phục sức khỏe của ông bố. Bằng này tuổi rồi mà vẫn có được 3 thằng con. Thời gian trôi qua rất nhanh, cuối cùng cũng đến giờ tiệc tùng. Bố trí không gian cũng sắp xong rồi. Ba đứa trẻ không hề biết hôm nay sẽ tổ chức tiệc gì, mà mọi người trong gia đình đều trang điểm để chuẩn bị cho bữa tiệc hoành tráng. Những người lên kế hoạch đang lo lắng một điều, đó là trần nhà trong câu lạc bộ quá thấp, không có cách nào để thực hiện màn trình diễn đi cà kheo. Nhưng các trò khác đã sẵn sàng để hoàn tất rồi, đến giờ là có thể bắt đầu luôn. Caroline và chồng đều đã lên xe để đến nơi tổ chức. Ba đứa bé mặc phục trang cũng đã lên xe, cả gia đình bước lên thảm đỏ, đi thẳng vào trong sân bóng. Các diễn viên, cầu thủ và khách mời đã chuẩn bị sẵn sàng chào đón tất cả các em nhỏ. Cậu con trai thứ ba có lẽ chưa bao giờ chơi đu quay, nên thằng bé khóc không ngừng, chơi chán hết những trò ở ngoài trời. Đám trẻ lại vào trong nhà. Ôi trời đất ơi, vậy mà lại mời nhiều diễn viên thật của rạp xiếc đến vậy. Bọn trẻ hoa hết cả mắt, vừa chơi xong đồ chơi xiếc ở bên này, lại bắt đầu thích thú với màn múa rối ở bên kia. Cuối cùng chú Hề đã hát một bài hát mừng sinh nhật cho ba anh em. Bầu không khí vui vẻ như vậy, đương nhiên cũng khiến Caroline khen ngợi hết lời. Nhưng có điều phải công nhận, chị gái cũng thật là hoành tráng. 4-5 tuổi đã như này rồi, đến sinh nhật 18 tuổi thì còn như nào nữa. Con nhà tỷ phú sẽ mừng sinh nhật như thế sao? Đầu bếp làm bánh Debbie này rất có tiếng nói. Cô ấy đã làm bánh cho cả Bieber và Drake. Lần này cô nhận một đơn đặt hàng rất độc đáo. Có một cô con gái 16 tuổi nhà giàu rất thích Taylor Swift, nên họ đã nhờ cô ấy làm một chiếc bánh phiên bản Taylor Swift. Debbie đã dành 5 ngày để hoàn thành nó.
Giá của chiếc bánh này lên tới 2.000 bảng Anh, nhưng cũng là thử thách khó nhất trong cuộc đời Debbie, đặc biệt là mái tóc của Taylor, thật sự rất là khó để làm được. Đến khi đưa bánh đến biệt thự, tóc của Taylor quả thực là có vấn đề, nhưng cô cũng sớm đã chuẩn bị cách chữa rồi. Không biết Taylor nhìn thấy chiếc bánh này sẽ nghĩ thế nào? Cô gái này tên là Lulu, cô cũng là con gái của một đại gia siêu giàu. Hôm nay là sinh nhật cô, nên cô đã đưa bạn mình lên xe Hummer ngồi. Điểm dừng đầu tiên Lulu định mời bạn đến thẩm mỹ viện hàng đầu để chăm sóc. Thẩm mỹ viện này rốt cuộc là cao cấp thế nào? Khách hàng của ông chủ có vợ của Obama và có vợ của Beckham. Giá trung bình cho một người đặt hàng trước là 3.000 bảng Anh. Một nhóm người được các chuyên gia làm đẹp, chăm sóc và trang điểm cẩn thận. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Lulu thích một ca sĩ tên là Sam Callahan. Vì vậy, dưới ánh hào quang của tiền bạc, ca sĩ đã đích thân đến thẩm mỹ viện này. Cảnh tượng này đã khiến bạn của Lulu không nói nên lời. Với tư cách là khán giả, tôi muốn hỏi là Lulu có thiếu bạn không? Nhưng vẫn chưa hết, bố mẹ của Lulu còn chuẩn bị quà cho bạn của Lulu nữa. Hơn nữa lần này lại là đựng hẳn trong vali. Bên trong vali có đồng hồ Apple, các sản phẩm làm đẹp và dây chuyền Tihaha. Đối với bạn của Lulu, Lulu có lẽ chính là thiên thần giáng trần. Video đến đây là hết rồi, hẹn gặp lại các bạn. Đón Tết hổ vàng ngập tràn ưu đãi, ốp lưng iPhone chỉ từ 9K, giảm đến 50% cho tất cả các sản phẩm. Nhận ngay 15K khi follow shop với hàng ngàn voucher vô cùng ưu đãi. Cứ mua đi, ngại chi về giá.